Chiều lang thang mến chào quý vị, rất vui được gặp lại quý vị trong video của Chiều lang thang hôm nay. Hôm nay Chiều sẽ mời quý vị cùng Chiều đi khám phá dòng kênh Tham Lương hiện tại đang được cải tạo. Và hôm nay điểm xuất phát của Chiều là từ ngay cầu Bưng, đường Lê Trọng Tấn chạy thẳng ra quốc lộ 1A nha quý vị. Và đoạn đường chiều hôm nay Chiều muốn chia sẻ đến quý vị đó là khu vực phía bên khu công nghiệp Tân Tạo nha quý vị. Bây giờ Chiều đang đứng ngay góc cầu Bưng đây, và từ xa thì quý vị thấy con kênh rồi đó. Hôm trước Chiều đã chia sẻ là đen kịnh luôn á, gác cái mùi nước mà bốc mùi luôn á, Chiều bịt khẩu trang mà Chiều còn bị mùi nữa. Rồi bây giờ Chiều mời quý vị cùng đi với Chiều nha. Ở đây có mấy cái chiếc xe, đồ gỗ nuôi chó lum lá. Thì phía bên tay phải Chiều là khu công nghiệp Tân Bình. Sự mà phía bên kia là cái đó, chỗ đó là Chiều vô đâu có được đâu, người ta gào lại đâu có vô được đâu quý vị. Bữa nay chỉ là việc ở bên đây nhìn qua thôi nè. Đó. Nè, ngay trước bên đây có cái hố này, chạy lặn quặng gớt xuống cái hố nè, để quý vị tin không. Nè, đi không cẩn thận là gớt xuống cái hố luôn á, giữa đẹp mà nè. Đó, quý vị không cẩn thận là rớt xuống cái hố đó là mệt á. Kìa mấy cái ôi cái lề bể nguy hiểm quá, chạy lên đây nguy hiểm quá quý vị. Đó, xe chạy ngược lại đó vậy ha. Chiều đang đậu trên lề nè. Đó, xem đó. Nếu mà làm ở đây á, thì ở bên đây là khu công nghiệp Tân Bình nè. Ở bên đây thì chỗ người ta đang làm đó, cái bờ sông này dưới bên kia cũng khu công nghiệp không á. Chỗ này rất là mát mẻ luôn đó, hàng cây mát mẻ và đã công trình đang thi công đó. Giờ cứ đi lại đẳng quý vị để kiếm đường xuống. Giả bộ mình chạy ngược chiều, mình đi mình đánh nhanh, có gì có giao thông tới là mình quẹo bên kia chứ mình mình lừa giao thông chứ. Bữa nay tránh giao thông bất chết, để Chiều bật nhanh nha, giáo bộ Chiều đi qua qua rồi Chiều chia sẻ gần gần đây. Chạy ngược chiều, đang chạy ngược chiều, có gì công an bắt phạt lo rồi.
tảng đá quá. Chỗ này rộng quá trời rộng luôn. Chỗ này rộng quá trời luôn đó. Khu vực này rộng lắm. Bữa đó chiều đi phía bên đó, đi qua đường bên đó, đó khu vực làm bên đó đó mà không được. Như được phải không? Đó bữa đó đi chỗ đó tới đó. Phải đi vòng ra cái sau cái nhà máy đó, đó quý vị. Ở bên đây cũng vậy, hai cái đoạn này bên đây là khu công nghiệp không à. Cho nên mình chạy hoành kìa. Phải đi vô, hôm đó có chị nhắn là chiều chia sẻ không đúng sự thật. Do là biết sao phía bên đó đó chiều đi á, chiều phải đi vòng chỗ này cho không có thể đi được sát mấy kinh này hoài. Cho nên có chỗ người ta sẽ làm xong mà có chỗ người ta làm chưa xong. Cho nên bắt buộc chiều phải đi quẹo vô cái khu dân cư mà người ta đang sinh sống. Cho nên là người ta sẽ hiểu lầm là chiều là chia sẻ không sự thật. Đó. Đây chỗ đang người ta múc ra đây cắm bờ kè hết rồi, cái này gọi là bờ kèo á. Thông cảm nha quý vị. Đó từ đây chạy sẵn đó, bữa đó chiều có chia sẻ là cái nhà máy xi măng ấy, lộn, cái chỗ máy trộn xi măng đó, cái đó đó nè, nè đó, múc sâu xuống rồi thấm cừ. Chỗ này rộng ghê thiệt. Chỗ này nữa làm gì ta, ngồi bờ kè ngồi nghỉ ngơi buôn bán hay là làm gì ta, tại vì bên đây là khu công nghiệp không mà, khu công nhân không mà. Công nhân làm tối ở đây nghỉ ngơi hay là làm gì ta. Rồi mấy khu công trình này đi lặng quặng, chỗ hồi nãy có một cái chỗ lặng quặng rớt chiếc xe đó luôn á. Thôi quay lại quý vị ơi, không có đi được nữa, bắt buộc phải quay lại thôi. Nước kinh là đang ồm thúi ịnh luôn á, mùi hôi, nãy chiều ngồi đằng kia mùi nó hôi mới đen luôn. Bịt khẩu trang mà nó còn hôi mùi, mà quý vị nghĩ đây là nó hôi cỡ nào. Cái dòng kênh này nó sẽ liên kết với cái dòng kênh kênh nước đen, kênh 19 tháng 5 mà cái dòng kênh nó đang thui à. Quay đầu không được. Cái chỗ này quay đầu đuôi ra xe ngoài kia nó tông vô mạnh lắm, phải chạy xuống đây quay đầu lên nó an toàn nha quý vị. Để chưa quay đầu xuống đây lên. Chạy vô vậy tới đó mấy ổng phọc một phát rồi xong. Đó, vô đây là khu xí nghiệp nè, khu công nghiệp. Khu công nghiệp gọi là khu công nghiệp Tân Bình. Nhưng hồi nãy chưa nói lộn quá vậy, khu công nghiệp Tân Tạo quá vậy. Khu công nghiệp Tân Bình chứ. Chia sẻ kiểu này bị chửi chết. Người thông cảm. Nè chỗ này hôm trước
vô được thì chiều cho chạy vô. Đó quý vị thấy gạo không? Thì đó phía bên đó, phía bên đối diện đó là cái chỗ mà chiều bữa đó chiều chạy vô đó mà đi không được á. Còn bên đây là khu công nghiệp này quý vị. Cái khu bên đó còn lá không à, lá với gừng với cây cối không à. Bên đây là đội di tu khu người Thanh Bình. Chưa nói lại nè, hai cái cống là đang làm tụt luôn mấy anh. Đang giọng từ giọng cống bên đó đang là làm cống tùm lum nha nè. Đó cái kè ở đây cao lên nè, cái sông nè, quý vị thấy không? Đang kịch luôn. Yeah, nước lục bình đó. Đó nằm đây khu công nghiệp. Đang làm tùm lum nha đó. Cái này đang trong cái cống ra nước thải ra vậy. Đó, xong rồi. Để chiều ấy cho quý vị xem này nha. Nè, cống chảy nè. Thấy không? Đó. Ở kênh nè. Lục bình trôi à, nước sông đang kịch luôn ha. Bên kia thì vừa ra chai long dịch kìa. À đây thì mấy cái kè đang làm nè. À, trước đó có cái chòm đất kè nó mọc ngay giữa, không mọc ngay giữa đâu mà tại nó múc quá vậy. À, nước nè, quý vị thấy không? Đang kỉnh ha. Đó, bên đó khu chung cư kìa, bên đó đang làm. Nghe chưa? Đi tiếp nha quý vị. Đi khám phá tiếp. Cái này lúng quá, người ta phải lót cái này cho xe nó đi nè. Không mấy miếng nha.
bị lúng à. Đó, mấy chỗ này xe đi lúng rồi, lúng bánh rồi, nó lúng ngập dưới luôn kìa. Có hai xá và xa luôn. Không biết có đi được hay không. Thấy cái cò, cái xe cẩu đó là vui quá. Yeah, bên đó vô có xe cuốc đang hút. Đường này đi qua bên kia được không vậy? Không được luôn. Căng. Rồi đi không được rồi. Quay lại nữa. Xe ta đang cuốc. Đi cùng giờ luôn à. Đó, xe chưa đang cuốc.
vì phía bên tay trái là khu công nghiệp mà, cho nên khu vực này bán để dành cho các anh chị làm trong công ty này nè. Dồi dào sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Bye.